Sự phát triển của công nghệ hiện tại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, thì các bạn thấy là những hình ảnh, những cái video trên mạng thật sự không phải là kết quả của phẫu thuật thẩm mỹ, mà đó là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Cho nên người ta có câu là nói thật, làm thật và đẹp thật. Nói thật là gì? Nói thật tức là một bác sĩ người ta nói, người ta mổ cho các bạn nó cải thiện được bao nhiêu phần thì đúng là như vậy. Chứ không phải là người ta nói quá, người ta hứa hẹn nhiều thứ để rồi không làm được cái đó. Nói thật còn có nghĩa là gì? Ví dụ như người ta nói là người ta mổ nâng mũi cho các bạn, người ta sử dụng cái vật liệu do cái nước đó sản xuất, của cái hãng đó sản xuất, thì người ta sử dụng đúng cái chất liệu đó, chứ người ta không sử dụng một chất liệu khác, đó là nói thật. Nói thật thì nó cũng còn một ví dụ khác. Ví dụ như người ta nói là người ta đặt cầm bắt vis, thì người ta sẽ khoan một cái lỗ và người ta bắt cái vis titan cho các bạn đàng hoàng, thì đó là người ta nói thật. Còn làm thật là gì? Làm thật là chính bác sĩ đó làm thật sự, chứ không phải là sau khi các bạn gây tê hoặc là sau khi các bạn gây mê thì một bác sĩ khác mổ hoặc là một điều dưỡng mổ cho các bạn. Và đẹp thật sự là gì? Đẹp thật sự là cái kết quả thật sự của các bạn đạt được, chứ không phải là cái kết quả của trí tuệ nhân tạo.